Những ngày này, bà con dân tộc ở các huyện dùng cao thanh quá như Bá Thước, Quang Sơn, Quang Quá đang tất bật lấy nước vào đồng ruộng để làm đất chuẩn bị cho đợt gieo cấy. Những nguồn nước hay còn gọi là những cỗ máy khổng lồ đã được vận hành bằng cách lợi dụng sức chảy của dòng nước để quay tròn, lấy nước dầu máng đưa lên cao dẫn vào ruộng lúa. Ông Hà Giang Môn, 60 tuổi, ngụ bản Bách, xã Trung Thượng, huyện Quang Sơn cho biết, người dân địa phương không biết rõ nguồn nước có từ bao giờ, chỉ biết rằng nguồn nước này đã được cha ông sáng tạo ra, được các thế hệ gìn giữ và bảo tồn cho đến ngày nay